mình đứng trên cao mà. Đúng rồi nha. Đó, mình đứng trên vai đầu bên trước. Ừ, gãy cái cột mắt đền đó. Lên đi. Ôi Dũng hay đâu. Mẹo kéo thì vô mẹo. Lên. No. Trời ơi, bay mới để trốn đó. Anh chỉ cần nhấc cái dây lên, nó cuốn đầu xuống. Đó, vậy ra được rồi. Quên nói với anh Dũng, có hai sợi dây là. Nani? Đúng là hả, thơ mộng luôn đó bạn. Đó, không cần hữu tình nữa bạn ơi. Không cần hữu tình. Dũng nó ngồi ẻ vậy. Ngày hôm nay anh em của tụi mình hả đã ra ngoài biển rồi thì tất nhiên là anh em của tụi mình sẽ bắt buộc chơi về biển các bạn ơi. Đó, và mình đã nghĩ ra một cái ý kiến, ngày hôm nay mình sẽ rủ anh em của tụi mình sẽ lên trên thuyền sống 24 giờ xem như thế nào nha các bạn ơi. Bây giờ mình ra đó thì sẽ bằng cách nào? Bay đi ông. Bay bằng cách nào? Bay bằng cách này. No. Nó bay đang kiểu gì mắc cười vậy trời. Mà hả ông để ý, là nếu bay á làm ơn đừng có trúng cá của mẹ tôi mà thấy hả là tay ông vợ bỏ. Nhưng mà tôi lỡ rồi. Lỡ gì? Còn một cách nữa. Cách gì? Đó là biến thành cá bơi quanh mệt. Tôi có một cách nữa. Cách của tôi là qua bên. Nó nhảm quá. Anh Hiệp hả? Có cao kiến gì không? Bây giờ anh em của tụi mình phải tìm một cách nào đó để mà đi qua được mấy chiếc thuyền bên kia. Anh lại nghĩ ra một cách. Cách gì anh Hiệp? Anh xin nhường cái đó cho anh Dũng thôi. Nói đi Dũng. Nghe nói là Dũng có một cách gì đó để mà có thể qua được chiếc thuyền đó đúng không? Đúng rồi. Giờ chúng ta muốn bơi qua, chúng ta phải cần những con cá. What? Wow, cưỡi những con cá để có thể bơi qua sông. What the fuck? Nhưng mà hả, mình nặng vậy thì làm sao mà cưỡi cá được? Trời ơi, mình cần nhiều con cá. Nhiều con cá? Đúng rồi. Cá đâu? Đây. Cá mà em thuê một nắng mà. Quá trời luôn. Nếu chơi miếng cá này nhỏ thì em còn một con cá nữa. Cá gì? Cá mập. Đâu? Đây. Ủa, cá rồi, mập đâu? Mập nè, cá mập. Vỗ tay. Hợp lý. Biển Vũng Tàu xanh sạch đẹp quá các bạn ơi. Biển Vũng Tàu xanh sạch đẹp lắm anh em ơi. Ừ, trong lành nữa. Để mấy ông nội này tìm ra cách thì hả, mình nhảy xuống, mình bơi lên cho rồi các bạn ơi. Mình bơi qua cái xuồng đó luôn nha các bạn. Mình bơi qua bờ nó cho rồi các bạn ơi. Trời ơi, ông Bảo này tôi chưa chứ nó hết mà. Ở dưới còn miếng gỗ mà trời. Nhảy xuống dưới kia ông nội. Anh Hiệp á, nãy giờ ông cho các chị á. Đúng rồi, nãy giờ hả, anh em đều cho cách hết. Nhưng mà riêng anh hả, anh có cho cách em đâu. Làm sao mà anh nghĩ ra cách được. Sao anh không nghĩ được? Em sẽ nuốt mà. Có té xuống không vậy? Anh nhớ thằng Dũng nó cũng sợ nước mà. Dũng sợ nước hả? Thì ra là thằng Dũng nó sợ nước. Ê Mẹo đi chứ kỳ Mẹo. Kỳ cái gì mà kỳ. Mình mới thấy một điều kỳ lạ các bạn ơi. Đó chính là ở phía bên kia. Mình có thể đi qua cái xuồng này và lấy cái xuồng này đi qua mấy cái thuyền bên kia. Anh em của tụi mình sẽ qua bên đó đi. Thôi nè, mấy giờ bậy trời luôn mà. Lên thuyền đi các bạn em ơi. Lên thuyền các bạn em ơi. Đi. À quên nữa. Hả? Cái thuyền nó của người ta. Chị ơi sao? Mỗi người lên thuyền mất 200.000. Chị tán gì ta đấy em ơi. Tự nhiên mình thấy cái xe kéo cá này của mẹ mình cũng vui rồi các bạn. Dũng lên, Dũng. Dũng lên, kéo thử Dũng ơi. Giờ mình kéo Dũng nha các bạn ơi. Cái này chịu kéo Dũng ơi. Ủa sao kéo được vậy? Ngồi lên hết sao kéo. Phía bên đây là mình đi ra được cái xuồng nhỏ nè các bạn ơi. Wow. Thôi biến. Ở đây có cái đồ nhún đá các bạn ơi. Ê, anh đừng có nhún ra nguy hiểm lắm á. Tôi muốn đi Dũng rồi nè. Hiện tại mình đang ở đây nè các bạn ơi. Bây giờ hả, mình đi xuống dưới đây, mình kéo cái thuyền lại các bạn. Thì dây tút dưới đây nè anh em. Ủa sao cái dây nó sâu quá nhờ. Bỏ giúp lại anh em. Ôi khó quá. Anh em ơi, để giúp em nè anh em ơi. Có nhà em vô ngủ, tự nhiên ra đây ngủ làm gì trời. Thôi mình kéo cái thuyền tí nha anh em. À, mình kéo được cái thuyền rồi anh em. Tới đây kính cho ta. Cái dây nó móc ở dưới kia, dưới thuyền kia ông ơi. Wow, em mới phát hiện một cái dây trên người. Cái trên người? Đi. Ủa? Wow. Đây hả? Là cái tất của mấy bà bán cá bò mà.
Ê, còn cái dép này nữa. Mà dép này nhìn quen ta. Dép mình đâu ta? Oh, à, thì ra mày lấy dép của anh mày. What? Tụi phát hiện ra hả? Có một cái đường đi bên kia kìa, không cần đến thêm mà đi bên đây đâu. Anh em của tụi mình đi ơi. Nãy giờ xong chỗ đó xong. Đi thôi Liệp ơi. Anh đang kêu Dũng nè, kêu mà anh không ra. Kéo anh Hiệp, Hiệp kéo đây. Anh Hiệp kéo kiểu gì vậy? Kéo này em đang kéo cố gắng luôn. Đâu. Khổ thân thằng em tôi, nó bị kẹt cái đầu. Đi thôi anh Hiệp ơi. Ủa, ông bị sao vậy? Ông nằm ông còn bóp bóp gì vậy ông? Kéo Hiệp chạy đi. Cái phía đi ra đây là mình phải đi qua bên mấy chài lửa đó bè. Đó, đây là cái đường đi ra cái... Đâu, cái tàu này. Lên tàu. Ông chỉ tôi cái đường nào lên tàu. Cái đường nào đi lên tàu? Bây giờ tôi hỏi ông mà. Sao ông không trả lời? Thì mình lấy cái xuồng này. Mình chạy qua nè các bạn. Có lũng rồi cha. Cái này cái cano của mình. Ghê anh em. Anh em hiện tại đang được chứng kiến người nhện Việt Nam. Bây giờ các bạn, mình muốn lên tàu á là mình phải lấy sợi dây này, mình quăng lên trên đó, xong rồi mình móc vô là mình mới trèo lên đó được các bạn ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đi ra. Đứng phía trước vậy hả? Anh chọi vô mặt vậy? Đứng phía sau anh nè. À. Đứng phía sau cho an toàn. À các bạn, mình quăng lên tàu các bạn. Đó. Phía sau anh toàn nghỉ. An toàn, yên tâm. Lấy đà nào, lấy đà nào. Chuẩn bị quăng nè, chuẩn bị quăng nè. Quăng quá đi. Trong cơm đấy thôi mà. Em ở đứng sau lưng anh chi, nguy hiểm. Anh kêu an toàn không? Đứng phía trước anh nè. What? Anh em mình đang kéo vậy, đang kéo tới rồi. Vô 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 anh em. Phụ phụ phụ. Vô vô vô. Không chơi đi, không chơi đi. Đâu đâu. Ôi ơi kéo mình không chạy được cái miếng nào luôn. Má ông thì bóng sợ không ngồi cho bò luôn vậy. Kéo chắc cái Dũng em ở lực ở phía sau á, em mà thả ra anh tôi chuối lên liền đó nha. Kéo chắc chắc là Dũng ơi, mà không như anh đâu. Rồi ok. Alo. Ừ. Anh đi. Bây giờ ừ. Kéo tiếp anh Bảo. Ủa? Tôi đang kéo lầm rồi. Chú ơi, chú bay xuống rồi chú ơi. Ủa chú điên nào mất tiêu rồi. Ông nội em đây, ông xa nữa, ông không dám đi các bạn ơi. Nè, đi xuống bậc thang nè. Đây, để anh vứt dép xuống. Dũng đỡ, Dũng. Dũng này đỡ dở thật chứ. Anh em, ngồi chỗ này làm gì nữa. Đây, điện thoại, được. Anh vứt điện thoại xong luôn. Rồi, ok các bạn, bây giờ mình sẽ đi xuống từ từ các bạn ơi. Đây. Đi ra giải cứu chim đây. Ok, rất là fair đó các bạn, giùm fair không chú ơi. Rất là fair luôn. Ủa, bye bye đó, anh em, bye bye đó. Ủa chú ơi, còn Hiệp đi ra đó chú ơi. Anh em đi, quên chú đi. Ok anh em, mình đã lên được thuyền to rồi các bạn ơi. Rồi, tôi bút dép tôi luôn. Rồi, tới Dũng Huy. Rồi, Dũng Huy lên đi Dũng Huy. Lên đi Dũng Huy. Ok. Ôi. Tí nữa. Ông Mập đây. Rồi, lên đi. Ô, cái này vui các bạn. Có gì vui mà. Rồi. Cái này là gì vậy các bạn? Giống như cái bom vậy các bạn ơi. À, cảm ơn chú nhiều nha chú ơi. À, trên cái thuyền rất là to luôn các bạn ơi. À, ở trên đây rất là nhiều đồ nghề đó các bạn. Đó, mình sẽ review cho các bạn xem. Ở dưới đây á là nó là mấy cái lưới các bạn ơi. Đó, anh em của mình đang đi trên lưới rồi các bạn. Wow, đạp lên đây đã các bạn ơi. Kiểu mấy cái lưới này á nó đã các bạn. Wow. Ủa? Sao chỗ này tự nhiên nó cứng các bạn ơi? Đạp trúng chim đó các bạn. Tự nhiên nằm dưới đây làm gì vậy? Nó tăng thường cuộc sống cho thuyền ông. Dũng Huy nó đang tiếc anh con chim anh em ơi. Con chim nó rơi dưới biển anh em. Surprise motherfucker. Trên lên kìa Dũng. Wow cái này dùng làm gì ta. Hop đi chim, hop đi chim. Nó giả bộ xỉu các bạn. Đập tiếp cho tỉnh. Xỉu. Giờ nha, ông chỉ cần làm theo những lời tôi nói thôi là ông sẽ được 10.000 tiền đồng. Nhưng mà phải làm đúng như lời tôi nói thì mới có tiền. Ok rồi.
Ông giơ cánh tay phải lên. Giơ cánh tay phải. Tay phải tay kia ông nội. What? Giờ chưa biết phải trái. Phải của ông mà. Kêu phải đây. Kêu giơ cánh phải lên. Rồi. Rồi. Bây giờ ông đứng thẳng lên. Đứng thẳng lên. Ừ. Ông đứng không được thẳng. Ông mất 10 ngàn. What the fuck? Ông thấy tôi ghê không? Mình đứng trên cao mà. Cẩn thận nha. Đó, mình giống như Spider-Man vậy đó. Ừ, gãy cái cột mắt đền á. Hót đi chim, hót đi chim. Qua anh em mình chưa có khám phá hết được những cái trên đây là cái gì đó bạn. À, ở trên đây có cái mũi tàu các bạn ơi. Đó, à, mũi tàu rất là to đó các bạn. Ở dưới đây nó có một cái hầm gì đó các bạn ơi. Ý, cái hầm này là chưa ai vô rồi đúng không? Là thằng Vũ nó mới biết đó các bạn ơi. Đó, cái hầm này hầm mình bảo đảm luôn anh em của mình chưa ai xuống đâu. Xuống ở dưới đó toàn là thứ hay ho mà. Xuống thử chơi thử Vũ ơi. Ủa, bảo giờ mới tới hả? Tôi khám phá hết rồi. Hầm không có gì hay ho. Thôi đi lên. Trèo lên, trèo lên. Giúp sao? Kéo tôi lên. Rồi ok, để tôi giúp cho. Giúp rồi đó. Lên đi. Ồ, Dũng hay đâu. Trời ơi, kéo thì nó vô mẹo. Nó đánh lên nữa. No, no. Nãy giờ anh Hiệp ngồi bên đó, anh Hiệp tự kỳ các bạn ơi. Cô cá. Bà hả, bây giờ anh em của tụi mình hả, khai phá hết phía trước rồi. Giờ anh em của tụi mình sẽ đi phía sau các bạn. Đó, đi qua phía sau xem qua có gì không. Ủa? Sao tự nhiên kéo quần của tôi? Ông nói câu phía sau mà. Có phía sau bạn thuyền, chứ không phải phía sau này đâu. Oh no. Giờ anh em của tụi mình hả, sẽ đi ra phía sau các bạn ơi. Rồi đi anh em ơi. Ủa, tự nhiên đây có cái bán hay vậy các bạn. Ok, mình sẽ nhún thêm thử cái bán này xem coi. Có gì đâu đâu, chỉ là cái ván thôi mà. Để tôi gửi giúp ông cho. Có gì đâu đâu. Eww. Yeah, đi hình em ơi. Đây 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 đây. Trời ơi, mày mới để trốn nữa. Ăn gì cần, nhấc cái dây lên, để cúi đầu xuống. Đó, vậy ra được rồi. Quên nói với anh Dũng, có hai sợi dây lận. Nani. Đó anh em, từ trên đây nhảy xuống nào bạn. Ai vừa quá. Vừa quá, đẹp. Mà nó mới phát hiện, đây là cái gì? Nó nặng. Không biết đây là cái gì không? Không. Đây chính là cái mộng chó. Wow. Có vừa đâu. Hình như nó thích làm mộng chó thôi. Thích làm chó vừa. Ừ, mà không nhận là cái này nó nặng thiệt các bạn ơi. Chắc lẽ hả, do nó bằng sắt hay sao á. Vô đá gọi điện thoại đi. À! Ông lấy gì vậy? Cái chân của tôi. Cái chân của ông sao? Chân ông đâu sao đâu. Đâu có sao đâu. À, đâu sao đâu. Cái chân của tôi. À! Anh em, báo thuyền này nó thiết kế hay lắm anh em. Báo thuyền này có bánh xe nữa. Ủa, thuyền chạy bằng bánh xe hả anh em? À trời ơi, chủ này hả là đi qua đây bằng cái này nữa bạn. Đó, chú này toàn là chỉ mấy cái mạo hiểm không à. Chú ơi, chú chỉ cho con rồi hả, chú đừng có mép mẹ con nha. Không ơi hả, mẹ con quá đang chết á, trò này mạo hiểm quá. Hả? Đi qua cái này dập mặt mày đi mày chết tao nha. Oh no. Nè anh em ơi, ở đây hả mình thấy có mấy cái cây dài lắm anh em. Wow, cái cây này giống như kiểu như là mình làm cái biển báo ở phía sau đó anh em. Wow, cái cây này dài quá anh em ơi. Đầu tiên mình thấy cần câu cá bự luôn các bạn. Cái này cần câu cá gì? Đúng rồi, câu cá này có xốp nè, xốp như vô cá nó cánh câu. Có đèn nữa không ơi? Đúng rồi, có đèn luôn. Bắt ôi, cá. Sao có cái đèn luôn ta? Thì nhấc cái cây này lên nha các bạn. Ủa? Ủa? Nhấc cây lên không được. Wow, cái thuyền đóng cửa anh em ơi. Không mở cái thuyền này vô anh em mình chơi nữa bạn. Ôi, nó khóa rồi bạn ơi. À, chui đây vô các bạn ơi. Wow, giờ Dũng sẽ chui vô cho các bạn xem. Chui Dũng, chui vô đi. Từ sắp chui rồi, sắp chui rồi, sắp chui rồi. Mơ ta có người lấy thuyền quá ta. Surprise motherfucker. Tự nhiên Dũng lên phường luôn các bạn ơi. Ông hiểu sao tự nhiên mấy video sắp tới không có thằng Dũng. Mày quá, tự chui đi. Ok anh em, mình sẽ đi hả thử một vòng đi cho anh em xem. Đó bây giờ là anh em tôi mình chơi từ sáng tới chiều đó bạn thấy không. Đó trời tối nữa bạn ơi. Tối bạn thì anh em của tôi mình sẽ vô. Tại vì ở ngoài biển nó rất là lạnh luôn các bạn. Cho nên là mình sẽ không có ở ngoài biển được. Chờ mình chơi tầm tầm tối thôi. Lo. Gì vậy? Có tiếng.
Ơi có tiếng nè. Rút tay vô nghe. Đâu? Wow, cái này là cái gì đó anh em? Wow, cái này bằng được không ta? Ủa, trên đây có cái gáo nước nó dính vô trong tường nữa trời. Cái gáo nước gì mà dính trong tường hay vậy? Wow, cái này là hả? Đâu cái bàn chảnh răng hả? Không, cái này cầu râu không? Cái này đồ cầu râu. Hả, đồ cầu râu hả? Mấy người đi biển ta cầu râu toàn bằng này không à? Wow. À, Dũng Huy đó, Dũng Huy biết cái này là gì? Má này dơ dữ. Dùng cái bồ vậy nè. Bồ á, bồ mà. Sao? Có mùi trời. Dùng đi. Đó hửi thử rồi. Giờ mình phát hiện đâu đều. Nào, muốn bồ đây á là không cần phải chui kia, chui đây. Chui đây. Ừ. Đâu được không? Để chui vào. Đây, Dũng Huy chui rồi bác ơi. Má người. Má người ta. Má người ta. Trời ơi. Đúng là buổi chiều ở đây rất đẹp luôn các bạn ơi. Mình đang thấy cái cảnh Dũng Hy giống như là Spider-Man á, giữa biển đó các bạn. Khá là đẹp các bạn ơi. Đúng không? Cái buổi chiều ở biển này rất là đẹp bạn. Ui, ở đây nó có tô hành nữa nè Dũng ơi. Dũng, đánh răng đi Dũng, thấy răng em dơ quá. Răng miếng đi Dũng ơi. Kỳ bạn chạy cho mấy con cá ngoài biển như... À, thì ra ở đây là các bạn chảnh răng cho mấy con cá ngoài biển các bạn ơi. Rồi. Đèo tiền. Có lý. Ôi, con cá hả? Vậy tôi đánh răng được đúng không? Ông là cái cá gì mà ông đòi cánh răng? Mập. Wow. Ông đánh răng mà không tỏi. Wow, thì đây là cái thau rửa chén các bạn ơi. Đó, rất là xịn sò luôn. Khi trên biển á, mình mọc màng vậy các bạn ơi. Đó, rất là nhiều thứ nữa bạn. Đó, nước nữa bạn. Bình thường cái thuyền đúng không? Ừ. Thuyền là đi phải chục người. Đúng rồi. Mà có một cái quần xịt. À. Thuyền này chỉ có duy nhất một cái quần xịt. Vậy là 10 người xài chung một cái quần xịt. Surprise, motherfucker. Nó là hợp lý vậy. Ông, đi qua đây, có này vui lắm nè. Tôi không tin ông nữa, tôi không đi đường này nữa. Không giờ tin ông, tôi sẽ đi lùi. Ừ, ông đi lùi đi. Không giờ tin ông nữa đâu. Chắc chắn, chắc chắn. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Wow, buổi chiều ở đây rất là đẹp luôn em. Đúng là hả, thơ mộng luôn các bạn. Đó, khung cảnh hữu tình nữa bạn ơi. Khung cảnh hữu tình. Dũng nó ngồi ỉa vậy? Sao tự nhiên ra đây vậy Dũng? Không cảnh hữu tình như vậy thì chỉ có ỉa xuống nhất. Hữu tình về những buổi chiều. Nếu em người yêu mát đít ỉa nhiều. Ok anh em, và anh em tụi mình đó là ở từ đây từ sáng cho tới tối đó các bạn ơi. Các bạn có thể thấy là trời nó bắt đầu nó hết nắng rồi các bạn. Đó, trời bắt đầu hết nắng luôn rồi. Cho nên là bây giờ quay hả thì cái mặt nó rất là tối. Mặc dù là cái mặt của Dũng nó tối sẵn rồi. What? Tối hên, cũng không có gì hết các bạn ơi. Đó, còn mập nãy hả? I handsome và tài lần như tôi. Đúng rồi các bạn ơi. Buổi sáng á thì hả mình có thể thấy được thằng mập nó handsome và nó tái lần, mặt mụn không à. What the fuck? Giờ trời tối rồi, mặt nó bớt mụn, nhìn mặt nó đã hơn chưa? Đó, thấy ghét thiệt chứ. Rồi, thì hả bây giờ đây của tụi mình chắc là cũng phải kết thúc video tại đây rồi. Ở đây từ sáng tới tối các bạn ơi. Giờ mình cũng phải mình về thôi. Các bạn có thể thấy cái cảnh biển này rất là đẹp luôn các bạn. Nếu mà các bạn thấy thích cảnh biển nhiều quá thì mình sẽ quay nhiều cảnh biển cho các bạn xem. À, và quan thêm một điều nữa, đó chính là sắp đến anh em của tụi mình sẽ ra cúp biển vùng Caribe phần 2. Cho nên là mình mong là các bạn sẽ đón xem nhớ các bạn. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều, hãy like, comment cho mình thật là nhiều động lực, xem đi xem lại thật là nhiều view và để cho mình có thêm động lực làm video mỗi ngày các bạn. Đó. Và sau đây sẽ là màn hành động của ba đứa cúp biển vùng Caribe, các bạn hãy đón xem. Đi rồi, xíu qua nhảy đi. Nhảy xíu qua nhảy hành động đi. Chứ mày nghỉ xuồng đâu mày về. À nhảy hả? Ừ. Ông cầm đi tôi nhảy cho xem. Đi. Tôi nhảy nè. Tôi nói nhảy bên kia kìa bác. Bên kia hả? Ừ.